làm được nước sốt rất là đậm đặc cả nhà. Mời nha, mời cả nhà nha. Ngon các bạn ơi, các bạn nhìn được sốt mình nè, mình làm rất là đậm đặc, rất là cay, mình ăn vô nồng 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 luôn các bạn. Xin chào các bạn, rất vui các bạn đến với kênh Walkie Episode nhé. Thì lời nói đầu tiên mình cũng không có gì hơn, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc an lành nha. Thì hôm nay mình có mua một tôm các bạn, đây là tôm rất là to nha các bạn, con tôm rất là to luôn, tôm càng xanh, tôm gì mình thấy cái càng nó hơi xanh xanh, mình nói tôm càng xanh đây các bạn. Bây giờ là hôm nay mình làm cái món tôm hấp nha các bạn, tôm hấp. Thì con tôm đây thì cũng rất là to các bạn, rất là to luôn, đây các bạn nhìn nó rất là to. Giờ mình làm cái món tôm hấp nha các bạn. Các bạn xem kênh mình, cho mình một cái đăng ký kênh và một like nha các bạn, đỡ ủng hộ cho kênh mình càng ngày càng phát triển. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ mình bắt đầu làm cái món tôm hấp các bạn. Trước tiên các bạn thì mình chuẩn bị một số đột chanh nha các bạn. Thì mình thì thích ăn đột chanh các bạn, thì đa số thì hấp tôm thì mình hấp xá, hấp gừng, tôm nói chung là rất là nhiều loại hấp, nhưng mà mình thích cái mùi chanh các bạn, mùi chanh nó rất là thơm, rất là nồng, cho nên mình chuẩn bị một mớ đột chanh này. Bữa hôm nay mình làm món tôm là tôm hấp đột chanh nha các bạn. Thì mình bỏ đột chanh vô trước này cho các bạn, đột chanh vô nước nó sâu lên, nó bốc đột chanh lên, nó nhiễm vô con tôm mình rất là thơm, chớ nước vô. Chung là do mình thích ăn đột chanh nha các bạn, cho nên mình hấp đột chanh. Nhiều người nó thích ăn gừng thì nó hấp gừng, hấp xá, ôi rất là nhiều loại hấp. Ở đây tôm, mình bắt đầu giờ mình bỏ vô các bạn. Tôm rất là to luôn. Để đếp lại cho nó hầm hờ nó chín các bạn. Wow, thơm quá, thơm quá các bạn ơi. Hình như mình thấy chắc chín rồi các bạn, tôm đã đỏ eo rồi. Giờ mình vớt ra cái dĩa các bạn, mình chắc chín rồi, tôm nó đã chuyển qua màu màu đỏ đây là nó chín rồi các bạn.
Không sao. Rồi giờ tôm nó càng là mình ném mày càng là cũng có nóng không các bạn. Đây là tôm hấp lá chanh nha các bạn. Đây là chanh này. Lá chanh mình bỏ dưới. À, nó giờ nó nước sâu quá, nó chín lá chanh nó bốc có mùi lá chanh lên thơm. Thơm lắm các bạn ơi. Ừ, thơm phức luôn ạ. Rồi mình tắt bếp. Mình ăn kèm với nước mắm sốt sốt tương 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 ớt đó các bạn, siêu cay nha các bạn. Mình đâm ớt rồi tương ớt rồi nói chung mình bỏ ít gia vị giờ mình chấm với tôm mình này, mình nghĩ chắc là rất là ngon này, mời các bạn nha. Thì mình đã hấp món tôm tôm càng xanh chín nha mọi người, hấp mình hấp với lá chanh. Mời 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 cả nhà nhá. À, mình đang thử ra coi miếng thịt ngon không. Lọc đây. Làm được nước sốt rất là đậm đặc cả nhà. À, mời nha, mời cả nhà nha. Ngon các bạn ơi. Các bạn nhìn được sốt mình nè. Mình làm rất là đậm đặc, rất là cay, mình ăn vô nồng 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 luôn các bạn. Ngon quá các bạn. Béo quá, tôm béo các bạn. Béo quá mời các bạn nhá. Chấp nhận ngập cho các bạn. Cái nha nha. Ngon hả bạn? Lần đầu tiên ăn tôm hấp, ăn con tôm nó to,
nó to vậy các bạn. Mời các bạn ạ. Mời nhá. Ngon quá các bạn. Lần đầu tiên ăn tôm hấp mà con tôm nó to các bạn. Vâng ạ. Mời các bạn nhá. Tắm vô các bạn. Sốt này mình làm thần thánh các bạn, rất là ngon luôn. Cay, nồng mà nó ngọt. Mời các bạn. À, mình hấp với lá chanh nha các bạn. Lá chanh thì ăn cũng rất là ngon các bạn. Nó rất là thơm. Lá chanh là thơm, thơm theo mùi lá chanh. À, mời các bạn này. Quá các bạn, quá. À, thôi mình cũng xin kết thúc video đây các bạn. À, một lần nữa xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc an lành bên gia đình nha. À, mình xin kết thúc video đây các bạn. Các bạn thương mến mình cho mình một like và một nút đăng ký kênh nha các bạn. Để kênh mình càng ngày càng phát triển và mình sẽ làm những cái video nó có chất lượng hơn để cho các bạn xem. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp của mình nha.